Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì mình xin tự giới thiệu, mình là David. Thì cũng mất khoảng thời gian khá là lâu rồi mình chưa ra video mới. Tính từ cái video cuối cùng cho tới bây giờ chắc cũng phải gần 8 tháng rồi. Thì trong cái khoảng thời gian này mình có một số chuyện rồi không, lý do là mình lười á. À, từ bây giờ thì mình sẽ không còn lười nữa, mình sẽ siêng hơn, siêng ra video mới hơn cho các bạn xem. Và đến bây giờ mình cũng không có dám hứa nữa, tại vì mình coi lại mấy cái video trước của mình ấy, trong đó mình toàn hứa không mà mình chả làm được. Thành ra là mong các bạn thông cảm cho mình và đừng có giận mình nhé. Và ở video ngày hôm nay thì sẽ rất là đặc biệt đối với mình, bởi vì đây là một cái chủ đề mà mình đã mong chờ từ rất là lâu rồi. Thì mãi đến ngày hôm nay thì mình mới có cơ hội để mà làm. Và nếu như các bạn đang xem cái tựa đề của video thì các bạn cũng đã biết. Đúng vậy, mình sẽ về Việt Nam. Và cái lý do mình bảo là mình đã mong chờ từ rất là lâu đến ngày hôm nay mới có cơ hội để mà làm cái video này là bởi vì như các bạn cũng biết thì hiện tại tình hình dịch bệnh nó đang còn rất là căng thẳng. Và mình chưa thấy nó có một cái dấu hiệu gì gọi là giảm bớt, không chỉ riêng bên mình mà ở Việt Nam cũng vậy. Hơn nữa, một phần ở Việt Nam bây giờ người ta vẫn chưa mở lại chuyến bay bình thường giống như trước kia, vẫn đang còn hạn chế rất là nhiều. Thành ra để mà mua được vé máy bay rất là khó. Và ở đây có bạn nào cũng ở nước ngoài muốn về Việt Nam hoặc đã từng về Việt Nam ở trong thời điểm còn dịch này này thì các bạn có thể biết được cái điều này, nó rất là khó. Và cái khi mà mình nghe tin là mình đã được đồng ý xét duyệt để mà về Việt Nam thì thật sự mình rất là vui. Mình vui lắm luôn đó các bạn. Và bên cạnh đó thì mình cũng phải có một vài điều kiện bắt buộc, đó là mình phải có giấy xác nhận rằng là mình đã tiêm đủ ít nhất là 2 mũi vaccine COVID và phải xét nghiệm COVID âm tính trước 72 giờ trước khi lên máy bay. Bản thân mình thì mình đã tiêm 3 mũi vaccine rồi. Và khi mà mình đã về tới Việt Nam thì mình phải thực hiện cách ly ở trong khu cách ly tập trung trong khoảng từ 7 đến 14 ngày. Và theo như mình được biết thì sẽ là 7 ngày ở trong khu cách ly và 7 ngày sau sẽ tự theo dõi ở nhà. Và cái khi mà các bạn vào đến khu cách ly ấy thì cái ngày đầu tiên người ta sẽ test COVID một lần. Và lần test tiếp theo thì sẽ là vào ngày thứ 6 trong tổng 7 ngày, tức là trước một ngày ấy các bạn. Tổng cộng sẽ có 2 lần test. Và nếu như sau 2 lần test đó các bạn không có vấn đề gì âm tính với COVID thì các bạn có thể về nhà. Chia sẻ với các bạn thì cái mục đích lần này mình về Việt Nam cũng là để thăm gia đình, người thân và bạn bè của mình. Và đặc biệt hơn là năm nay mình sẽ đón Tết ở nhà. Và cái lần cuối cùng mình về Việt Nam đó là cách đây 3 năm trở về trước. Lúc đó thì nó chưa có dịch. Lúc đó là nó rớt vào tầm khoảng cuối năm 2018, đầu năm 2019. Thì cái lần đó mình về là cùng với thời điểm của lần này luôn. Nó rớt vào đúng dịp Tết Nguyên Đán ở Việt Nam luôn. Và nói thật với các bạn là không có một cái gì tuyệt vời bằng đó là được đón Tết ở nhà. Mình rất là thích cái không khí vào ngày Tết ở Việt Nam luôn. Nó là một cái gì đó mình không có diễn tả được. Nói chung là 10 điểm. Bên cái đó lần này mình về thì mình sẽ có thêm rất là nhiều cái ý tưởng để mà quay video cũng như là làm vlog ở Việt Nam. Rất là nhiều content luôn á. Cái lần trước mình về Việt Nam thì mình chưa có làm YouTube. Thì mình chỉ hy vọng là đến cái lúc mà mình về thì dịch nó bớt một chút để mình còn được đi chơi nữa. Mình chỉ mong có từng nó thôi. Và cái chuyến bay của mình là vào ngày 30 tháng 12 tại sân bay của Pháp. Thì hôm nay mới có ngày 28, tức là 2 ngày nữa mình sẽ bay. Và mình sẽ phải bắt tàu từ bên mình đi qua bên Pháp. Rồi 14 giờ, tức là 2 giờ chiều á, tính theo giờ Pháp thì máy bay sẽ cất cánh ngày 30 tháng 12. Và 8 giờ 55 phút sáng ngày 31 tháng 12 thì mình sẽ có mặt ở Việt Nam. Thật sự mình rất là hồi hộp, rất là háo hức luôn đó các bạn. Mình không có ngủ được luôn. Mình đếm từng ngày luôn á. Nó làm mình bối rối à. Thì đó là một vài điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn trước. Còn cái lịch trình sau này của mình nó như thế nào thì mình đi đến đâu mình sẽ quay đến đấy cho các bạn xem. Còn bây giờ thì mình sẽ phải đi tiếp tục đóng nốt cái hành lý mình còn đang giờ. Hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay đã là ngày 30 tháng 12 và cái chuyến tàu của mình sẽ là vào lúc 6 giờ sáng. Bây giờ đã là 5 giờ kém 10 rồi. Mình dậy sớm để mình chuẩn bị. Thì ngày hôm qua là mình dành nguyên một ngày luôn. Mình dậy lúc 9 giờ sáng. Mình đóng đồ rồi mình dọn cái phòng của mình. Đến tận 7 giờ tối mới xong. Thì đây các bạn thấy mình tháo hết cái đống giày của mình cất vào hộp.
háo hết luôn. À, đúng mệt luôn á. Mình làm đến tối xong rồi là tắm rồi ăn uống, mình lên mình nằm mình hồi hộp, mình cũng không có ngủ được. Hồi tối giờ mình ngủ 2 tiếng mình dậy. Thì ok, bây giờ mình sẽ xem lại một lần nữa coi mình có quên cái gì không, rồi mình sẽ tranh thủ mình đi ra ga tàu để check in sớm. Ok, let's go. Máy hôm nay ở bên mình nó không có lạnh lắm. Let's go. Hiện tại thì mình đã tới sân bay của Pháp, thì tàu nó chạy gần 2 tiếng là tới. Và vì đây là cái lần đầu tiên mình tới cái sân bay này cho nên là mình không biết một cái gì luôn. Nãy giờ mình chạy hơn 1 tiếng để đi kiếm cái cân đó các bạn, cái cân cùng với cái mấy cái cuộn băng dính người ta cuốn cái hành lý mình lại. Mình chạy hơn 1 tiếng luôn mà mình kiếm nãy giờ rồi mới kiếm ra. Thì bây giờ cuối cùng mình cũng đã cân xong thì nó không có bị quá cân là mình khỏe rồi. Bây giờ thì mình vừa mới kiếm được quán cà phê ngồi. Thì cái chuyến bay của mình nó sẽ vào 2 giờ chiều ngày hôm nay. Thì bây giờ mới có 9 giờ 18 phút, còn 5 tiếng nữa. Mình không biết bây giờ làm cái gì xong. Cho hết thời gian nữa chắc ngồi đây chơi game. Ok rồi. Rồi lát nữa như nào thì mình sẽ quay tiếp các bạn xem. Cuối cùng thì mình cũng đã làm xong cái thủ tục check in. Còn bây giờ thì ngồi đây đợi để lên máy bay. Thì lát nữa thì người ta sẽ phát cái đồ bảo hộ màu xanh cho mình. Hôm nay nó rất là đông luôn đó các bạn. Mình đứng 3 tiếng đồng hồ mới xong luôn đó. Mà trời hôm nay rất là nóng lắm. Hồi nãy mình mặc áo khoác, bây giờ mình cởi mặc áo cộc luôn. Đấy, máy bay đây các bạn. Đấy. Thì ok, bây giờ thì mình sẽ đợi rồi. Đợi người ta gọi xong rồi lên máy bay. Hẹn gặp lại các bạn. Cuối cùng thì mình cũng đã đến nơi và cái chuyến bay của mình thì nó kéo dài 12 tiếng. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình đi của hãng Vietnam Airlines và cũng là lần đầu tiên mà mình bay thẳng luôn. Thì mình thấy là cái dịch vụ của Vietnam Airlines rất là tốt, nói chung là 10 điểm.
và suốt một quãng bay 12 tiếng mình không ngủ được một tí nào luôn. Thế nên là cái lúc mà mình nhận phòng xong là mình tắm phát là mình lăn ra mình ngủ tới giờ luôn. Mình tính là mình sẽ quay ngay cái lúc đó luôn nhưng mà mình mệt quá các bạn. Và mình đã nhận phòng hồi sáng thì mình vừa mới soạn cái đống đồ của mình ra tại vì mình phải ở đây một tuần lận. Và cái lúc mà mình vừa mới xuống sân bay ấy thì người ta cho mình hai lựa chọn. Một là cách ly ở khách sạn, hai là cách ly ở khu cách ly tập trung ở quân sự. Thì mình đã chọn cách ly ở khách sạn và cái khách sạn mình đang ở thì nó là 4 sao, nó có tên là Galina ở Nha Trang. Và khi mà mình cách ly ở khách sạn thì họ cũng sẽ cho mình hai lựa chọn. Một là cách ly một mình một phòng thì nó có giá là 1 triệu một ngày. Hai là cách ly mình ở ghép với thêm một người nữa, tức là hai người một phòng thì nó sẽ có giá là 1 triệu 2 hay là 1 triệu rưỡi gì đó mình không có nhớ nữa. Thì mình đã chọn ở một mình một phòng cho nó thoải mái. Thì mình thấy là cái khách sạn này nó cũng khá là đẹp, cũng rất là sạch sẽ. Thì hồi nãy mình có quay cho các bạn xem cái phòng, thì cái phòng mình đang ở thì nó có cái view nhìn ra biển, nói chung là cũng được. À, mình quên nói với các bạn là 1 triệu một ngày thì nó đã bao gồm ăn uống 3 bữa và chưa có phí test của Covid. Thì mình ở đây thì mình sẽ test Covid 2 lần, mỗi lần test sẽ là 700 mấy, thì cái này mình phải trả thêm. Và cái khi mà các bạn từ xuống sân bay, các bạn đi từ chỗ sân bay về đến khách sạn này thì các bạn sẽ phải trả thêm 215.000 tiền xe nữa. Và mình phải công nhận một điều là biển ở Nha Trang nó rất là đẹp luôn đó các bạn, nước nó xanh ngắt luôn. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình đến Nha Trang thì coi như là vừa cách ly vừa đi du lịch vậy. À, mình có cái này mình quên kể cho các bạn. Cái lúc mà mình đang còn ở bên sân bay ở Pháp á, thì lúc đó mình có đi toilet. Thì cái khi mà mình đi toilet xong mình rửa tay á, thì mình đã để quên ba cái nhẫn của mình ở trên cái bồn rửa tay luôn. Xong rồi là mình quên luôn, mình đi ra, xong đến khi mình đi vào mình không có thấy nữa. Xong rồi là mình đi hỏi một vòng, hỏi hết người này người kia, ai cũng không biết hết. Xong đến khi cuối cùng có một cái cô lao công kia, cô ấy cất giùm cho mình. Trời ơi, mình không biết nói gì hơn nữa, thật sự rất là may luôn các bạn. Cái này thì nó không có đắt lắm đâu nhưng mà thật sự rất là may luôn, mình cảm ơn cô ấy quá trời luôn. Tí nữa thì ăn Tết mất ngon. Và chắc là mình sẽ kết thúc cái video của mình ở đây. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thực hiện cách ly 7 ngày. Thì mình hy vọng mọi chuyện nó suôn sẻ, test Covid âm tính. Và cái khi mà mình ra khỏi đây thì mình sẽ về Sài Gòn chơi. Và cái lịch trình của mình sau đó nó như thế nào, hoặc mình đi đâu, mình làm cái gì thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới cuối. Và hy vọng các bạn enjoy cái video này. Nếu như thấy hay thì đừng quên like and subscribe kênh của mình. Ui, lâu lắm mới nói câu này. Thì nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới cuối. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và còn một cái điều cuối cùng mình muốn nói với các bạn, đó là ngày hôm nay cũng đã là ngày 31 tháng 12, là ngày cuối cùng của năm 2021. Thì qua đây mình cũng muốn gửi lời chúc tới các bạn, chúc các bạn cùng với gia đình có một năm mới, một năm 2022 thật an khang, thịnh vượng. Chúc các bạn cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, gặp thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Và mình mong ước là sang năm 2022 thì cái đại dịch Covid này nó sẽ biến mất. Chứ mình thấy là nó làm phiền từng đó thời gian đủ lắm rồi, mình chán lắm rồi. Thì yeah, ok. Năm mới hơn năm cũ nha các bạn. Happy New Year. Love you guys.